luôn. Tiếp theo là mình mua một em mũi tròn màu đen. Em này thì mình thấy phần quai có lông chun nên là đi vào rất là thoải mái nha mọi người. Phần đế này thì cao khoảng 6 cm, rất là thích hợp cho bác nào mà thấp thấp như tôi luôn. Đặc biệt là mình thấy em này cực kỳ dễ phối đồ nha, kiểu như là mặc với bộ nào cũng hợp luôn ý. Khi mà anh đã bước xuống phố đi xác định nó là phải gọi anh là mạnh tay. Các em lấy đi nước uống cô, cơ sở hot này sẽ chỉ nghe để tiếng là bầy cu dựa thích đánh giá. Anh sẽ nghe khi và chỉ khi anh rảnh tay. Còn nếu mà em đã cảm thấy thích anh quá thì sẽ được anh làm. Sài Gòn hôm nay mưa dường như có ai bận không. Vì nhớ người đã trốn nào. Chờ một ngày người ta trở về đây đó là hứa. Từ lâu mà ai đã quên. Chỉ có một phần mưa ngàn rơi. Mưa ngàn rơi em sẽ quay về. Mà dần như khi mưa ngàn rơi. Nhỏ thuốc mắt và quên gấp chăn sỏ. Đôi tất cho nó êm gót chân. Khỏi heo đất mới lên lớp 5 ở tủ sắt để đôi Air Force One. Chặt đường tắt chỉ có say chóc sơn vở. Bài tập toàn là trang giấy trắng vì ta chỉ có tâm mấy đứa con váy ngắn mà ta tìa thêm cả mấy em tóc xoăn. Hello, xinh chưa? Mình mới đặt thử em này trên sàn S ngày hôm qua thì ngày hôm nay nó đã về đến đây rồi. Mà mọi người biết gì không? Hồi trước dịch mình có ra shop và tìm cái đôi này. Mà trời cái người ta bảo hơn Barrett lận. Giờ đi chuẩn luôn, cái gì cũng có shop Pelo. Kiểu mình cảm thấy hơi vãi, chất da rất là dày dặn luôn. Với lại chất keo dày này mình cảm thấy khá là ổn. Để em này thì cao tước khoảng 3 phân. Về đường kim may thì cũng ok. Cái đôi này của mình thì nó còn có cả một cái loại mà chất da của nó bóng lên nữa. Ở chất bóng thì mình cảm thấy là cái chất chìm này nó sẽ đẹp hơn. Mình lấy size 38 cùng với giày thể thao luôn.